chìa khóa yêu cầu team mình thử thách 24 giờ với gầm cầu, thì hôm nay team mình sẽ thử thách cho bạn xem nha. Hình như hôm nay team mình có thành viên mới nữa hả mẹ? Lần trước á thì anh dẫn bạn học vô, còn bây giờ không biết ai dẫn vô ta. Mạnh đi không Mạnh? Tôi cũng không biết nữa. Đây, này là bạn gái em. Bạn học của em. Bạn học còn được á chứ bạn gái không có được đâu nha. Còn anh này, cái này á là em của bạn gái anh. Em của bạn học anh. Mấy anh chị mới giờ vậy, mấy anh chị giới thiệu về mình đi. Chào các bạn, mình đi khen mình học lớp 8. Hello các bạn, mình tên là Trúc, năm nay mình học lớp 8. Yeah, vậy từ nay mình có thêm một chị nữa rồi. Mấy anh kia toàn ăn hiếp mình không à, mấy chị nhớ bảo vệ em nha. Ok. Hôm nay thì mình có ba thành viên mới, đó là Trúc, Như với lại Khang. Mấy đứa không được ăn hiếp bạn mới nha. Ủa, con nhớ là con chỉ ăn rồi chứ còn đâu có hiếp đâu à. Đúng rồi. Bạn Trúc ơi, nhà bạn đâu vậy? Làm gì vậy? Anh hỏi nhà ta chi vậy, kì vậy? Đúng rồi. Trời, anh hỏi nhà bả đâu rồi? Ê, ê, cái này kìa. Nói trước anh hỏi vậy. Đứt nôi của nhà bả đâu rồi? Ê, bậy ê, bậy ê. Anh nói trước nha. Anh nói trước à. Nói cho anh nói trước hả? Nhà bạn đâu vậy? Nhà em sát bên ở nhà lầu 5 tầng kia kìa. Ở đây nhiều nhà lầu lắm. Anh biết nhà lầu nào ta? Em phải nói cụ thể ra. Ấp nào, xã nào, em hiểu không? Anh hỏi địa chỉ nhà chị em chi vậy? À, mình quên hiểu các bạn. Đây là em họ của Trúc nha. Ủa, em họ của Trúc hả? Có gì em chiếu cố anh nha. Lỡ đâu anh làm anh rể của em sao? Ê, tôi không mỏng đâu nha. Ừ, dạ tôi có khách nè. Dạ, ông với em Trúc đi. Tôi với Như cho. Của em. Anh chỉ giỡn thôi mà. Bây giờ mấy anh định thử thách 24 giờ dưới gầm cầu hay là định tán gái đây? Gái. Ủa Trang, trong team mình em thấy mấy anh này có ai ga lăng không? Không, em không thấy ai ga lăng hết đó. Ai nói em không có ai ga lăng? Mà chú nước nha. Đó. Con đố con tôi. Em đang xuống xích đồn anh cho em nè. Trời ơi, em lấy mẹ mới cảm ơn hết trơn. Buồn quá. Tới em chuyện rồi, lát trời mưa nè. Mưa em ơi. Thôi bây giờ mình thử thách đi mấy đứa ơi. Đứa ghẹo mấy bạn mới hoài. Dạ. Ê mẹ ơi, con thấy cây cầu này rộng quá, mình đi khám phá cây cầu này đi. Nè, tụi mấy mình chơi chơi, nhìn nè, một lần thôi em, là một lần thôi. Ủa mày là mô xin đầy rồi. Chơi cái gì? Đu nữa lên anh, đu nữa anh. Nope. Để em đu. Rồi lên, 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 lên. Cố lên. Hôm qua với anh với chú là tính chắc ghe để ghét lên đây nè. Có gì mình nằm võng rồi em. Hai cái là lụm. Cái này nè mình tính xà đơn được nè. Hồi lát mình đi tới xà đơn nha anh. Ok ok, anh chấp với em luôn. Rồi thử thách 24 giờ thời gian khá lâu nên mình có chuẩn bị là một thùng xúc xích nè. Mì, bánh với lại nước, trái cây. Cây cầu này nằm nó gió mát như hiu đảo quá. Cô ơi, bây giờ cũng đi đường quyền tới đây. Bây giờ không mới mấy cây cầu nè, bây giờ nó bụng quá à. Con yên tâm đi, cô đem rất là nhiều xúc xích. Bây giờ tụi con cải manh đi, mình ăn nạp ăn nữa rồi bắt đầu thử thách nha. Được. Cô đem rất là nhiều vị xúc xích luôn, tụi con muốn ăn vị nào ăn nha. Dạ. Mình ăn xúc xích lắc, phỉ phô mai, hay câu bò, ba con một nha các bạn. Ok. Wow, trong đây có 4 cây ha, hồ mà ăn luôn. Mình ăn xúc xích sắp bị tâm sữa nha các bạn. Mình thì ăn vị giống Vinh như các bạn. Để chọn đúng xúc xích heo cò bò á, thì ở trên nó hợp có hình chú heo rất là cute luôn nè. Mình ăn xúc xích lát vị phô mai ớt bơ nha. Mình ăn vị phô mai nha các bạn. Mình cũng ăn vị phô mai luôn nha các bạn. Đau ăn quá. Mình chẳng chịu lâu ăn vậy. Xúc xích heo cò bò này có cái nĩa lên ăn nè. Đúng rồi, nĩa lên ăn này hơi bị tiện lợi luôn á. Mình chỉ cần đút vô ăn cái nè là có ăn liền à. Đây là xúc xích heo cò bò 3+1 được sản xuất 100% từ thịt heo nhập khẩu nên lúc nào team mình cũng chọn để nạp năng lượng cho cuộc thử thách hoặc để sinh tồn nha các bạn. Mời các bạn ăn nha. Một bé ăn hạt cái xúc xích đã lắm các bạn ơi. Mời các bạn nha. Ngon quá à, quýt mày ăn càng ghiền. Xúc xích thì ngon, còn cơm thì giòn, ăn rất là đã luôn mày ơi. Ngon quá. Mời các bạn nha. Ngon quá. Mời các bạn ăn xúc xích nha. Ngon quá các bạn ơi. Mình mời các bạn ăn xúc xích nha. Xúc xích này càng ăn càng ghiền các bạn ơi. Rồi mình mời các bạn nha. Quá ngon rồi. Rất ngon các bạn. Xúc xích cơ bò cực kỳ ngon luôn mọi người ơi. Mời cái giỏng bây giờ tụi con chia nhau ăn giỏng đi nha. Dạ. Đây tụi con chọn đi. Ôi còn hai cái giỏng mà. Ơi mình thích màu hồng. Anh Minh ơi em cũng thích cái giỏng màu hồng. Thôi anh nhường em nè chú. Đó. Thôi lấy cái giỏng này. Ủa mà anh đóng mà sao vậy anh thẳng vậy? Thôi đúng rồi. Đâu anh thẳng đó giờ mới nói vậy. Bây giờ mình sẽ ghét cây này lên cầu để nhau giỏng nha. Mẹ ơi giang phụ con cao quá à. Giang phụ cho. Cảm ơn anh nha. Yeah. Ủa sao anh đứng sát bên em không kêu anh phụ mà em kêu anh Khang như vậy? Đúng, em đâu có kêu đâu, anh tự lại mà. Ủa vậy hả? Không nhận Khang nghe lăng dữ ta. Sao ai không để được mình nói người ta? Gì em? Trời ơi,
em vậy là sai rồi. Em phải để hướng thẳng nè. Xong em để lên, xong em xoay qua hướng xéo. Từ từ. Rồi. Ok, cứng nhắc rồi đó. Wow. Thấy chưa? Được không? Bạn ơi, cả quá. Này để hỗ cho. Rồi, làm nè. Cố lên, cố lên. Thầy cả luôn. Yếu đuối. Rồi. Rồi giờ mình dẫn dẫu đi mấy em. Rồi 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 rồi, dẫn dẫu đi. Đất kia bận kìa. Kệ đi, kệ đi. Rồi, bây giờ mình cột xong rồi, bây giờ mình sẽ ghét lên thôi. Trời ơi, xúc đáo đi anh. Trời ơi. Lên tới em anh. Từ để tôi lên. Thử cái đó chắc chắn không? Đồ, quá chắn rồi. Anh không thử cái giọng mà anh thử cái thời kia hả? Rồi, cứng ngay rồi đó không? Đó, mình rút kinh nghiệm hồi nãy đó nha. Mình cột cái cây bên rảnh này với bên rảnh bên này cho nó chắc chắn. Ok, chắc chắn lắm rồi đó. Rồi sao lên? Thì ông tự lên chứ vậy sao lên? Cạo quá lên không được, thôi ông tự lên đi. Ok, ok. Lên. Vậy mà mấy đợt trước ông nói là cao có hệ. Tên. Rồi ok, trời ơi. Ok. Ai đừng có đưa. Ơi, ơi trời đã quá em ơi. Quá hỉ vậy. Nhúng anh, nhúng anh. Thôi nhúng té. Rồi thôi anh lên đây nằm ngủ trước đây, anh em ở dưới bảo trọng nha. Tôi thấy mình văn này có lý nè, tụi con bắt chước theo á mấy đứa. Cái này mà sao bắt chước được cô? Con á là con tài ba, nếu mà có văn là văn giữ sống. Oh my god. Rồi bây giờ mỗi người mỗi sáng ý, cô không có ép một nha. Ok. Thôi, chơi lẹo vậy? Chơi lẹo gì hả? Do nãy á là kim đi với. Thôi ông còn lẹo hơn tôi nữa. Tôi đi đâu? Ừ, vậy thôi, đứng lát nữa đi chung anh ha. Cố gắng. Mình nhan giọng xong rồi, bây giờ mình sẽ leo lên. Ok. Trời ơi, giọng này cao quá, sao lên được ta? Trời ơi, giọng cao quá, em tự lên đi chứ. Ừ. Mỗi ngày cao quá, sao lên ta? Ôi 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 tôi đỡ sao giờ tôi có kinh nghiệm mà để tôi đỡ cho không mỏng không nha, để tôi đỡ cho hồi dây lộn anh em mất quà nữa. Anh em thấy em không có ai đỡ mà em cũng lên được nè. Lấy chưa, lấy chưa, lấy chưa. Rồi cuối cùng mình cũng lên được rồi. Ê anh em ơi, chúng chưa lên được kìa. Thôi cô không lên chỗ lo làm gì không. Em đặt vé nãy giờ rồi. Đặt vé gì? Thôi để cho Đức ơi. Coi cô Đức làm được không nha. Trời ơi, đó giờ anh mới biết là em mạnh tới vậy luôn á Đức. Ờ, dễ mà anh má này dễ mà. Trời ơi, công nhận cặp đủ của em mạnh ghê nha. Đúng rồi, cái kẹo đi kỳ quá à. Ơi, anh. Sao, coi lại chuyện xuống sao. Có chân vô. Rồi, cố. Em rồi. Đi được rồi. Rồi, được rồi, ổn lắm, anh chứ. Ủa, anh đang làm cái gì vậy? Ừ, đúng rồi. Anh đang làm xích đu, lát nữa mình ra dưới sông mình đu đó. Chứ em coi TikTok á, em thấy người ta đen đù vậy, em cứ kiếp bắt luôn. Ừ, đúng rồi đó. Mấy em cứ tin tưởng anh. Cái này em nói làm sao hả? Ừ, mấy em cứ làm thử đi. Chắc hơn hả? Trời ơi, em nhẹ ký mà sao chắc chắn được. Anh nè. Đâu để lên thử coi, anh lên được mới chắc chắn. Trời chắc rồi, mà anh công nhận hay rồi chứ. Thì mấy đứa con trai nó làm cầu thang vào mình. Ở đây đốt thang đi mấy đứa. Ok. Lát nữa có thang mình sẽ nướng hào ăn. Lần đầu tiên con đi theo cô thử thách 24 giờ. Con cảm thấy vui và thú vị quá cô ơi. Vui đâu chị, còn nhiều trò vui nữa đó. Cô ơi, con thấy mấy người con trai vừa vui mà vừa hài hước lắm á cô. Bình thường á, team cô mấy người con trai nó vui vậy lắm con. Nhưng mà bữa nay có tụi con như mới vô làm gì cảm thấy nhiều nhộn nhịp hơn đó con ơi. Mình dặn dòng ở chỗ ngủ rồi, giờ mình ăn để có năng lượng đi chơi trò chơi nha. Ừ đúng rồi, anh mới vừa dặn ba cái xích đu về, lát nữa anh em mình chơi ha. Ok. Cô công nhận con dặn xích đu rất hay quá anh ơi. Giờ mình ăn xúc xích với bánh nạc năng lượng đi tụi con ơi. Dạ. Hết với lòng cầu này vui quá à. Chưa đâu em, xíu nữa mình chơi xích đu với kia kìa, em vui dữ hơn nữa. Thôi giờ mình ăn có năng lượng đi, chút mình chơi cho xích mà luôn. Ê cho không xúc xích theo bội ơi. Mình ăn xúc xích có năng lượng rồi, bây giờ cô sẽ đưa ra thử thách là tụi con sẽ trải qua ba cái xích đu này và quay trở lại cô sẽ thưởng cho hai hũ xúc xích theo cả bội. Wow. Để coi chứ. Rồi, nhìn qua trước đi. Trời ơi cô ơi, cái này sao xứng đáng với tụi con trai con, nó dễ quá à. Đúng rồi. Xíu ra ngoài giữa kênh đó cô. Rồi vậy là bây giờ cô sẽ cho ở đây là phụ nữ chơi. Dạ. Cái gì bé Vinh rồi. Vinh là em bé cho chơi đây luôn. Đúng rồi, mình cũng là em bé đó cô, lấy nữa cho mình chơi đây. Cố lên Vinh. Bé là thôi à. Cố lên. Cố lên Vinh ơi. Anh Vinh cố lên. Rồi đúng rồi, tay giỡn rồi. Lấy Vinh ơi, lấy đà Vinh, lấy đà Vinh, lấy đà Vinh. Vậy nó làm mới được hả? Hai đồng chết. Đó.
Rồi, qua giai đoạn khó là ok rồi. Đó, chuyện còn lại rất là dễ, quá hay luôn. Ai thưởng còn hai hổ xuất sắc. Trời ơi, công nhận Trang hay vậy. Bây giờ tới em hay tới chị. Thôi để chị trước cho. Ai cậu giữ như đây? Anh em giơ hai tay luôn hả? Ờ, anh giơ hai tay hai chân luôn. Không, anh không giơ. Thôi, anh có vợ vũ chút mà. Đúng rồi. Cố lên Như ơi. Cố lên. Rồi, tới giờ cố lên anh Như. Trời ơi, hồi nãy em thấy chị Như thử thách á, ít người cổ vũ, bây giờ chị Trúc Thi á, quá trời người cổ vũ luôn kìa. Hôm nay á, mẹ thấy cả team mình ai cũng nhộn nhịp hết Trang ơi, bình thường tĩnh lặng lắm mà. Cố lên Trúc. Mấy anh la quá là em hết hồn mà. Tại ông á, tại ông Trúc mới té đó, ông biết rồi. Tại ông á, ông im đi, ông im đi. Ê Trúc, có sao không Trúc? Ờ, em có sao không em? À, cái cầu này của tôi nha. Của tôi. Em đi về rồi, có sao không Trúc? Không sao em, không sao. Ê, không sao mà mấy ông làm gì cho sao á. Tụi con á, thử thách ngoài mương không? Đem cái này ra mương thử thách. Trong khi tụi con đi chơi á, thì ở đây cô sẽ nướng hào, lát nữa chơi xong quay lại ăn nha. Dạ, tự nhiên ông làm cũng có ăn nữa. Đúng rồi, con với Minh đây là gốc mất phụ cơ nhưng mà phải đi chơi rồi. Đúng rồi, phải ăn hết cho anh em xem. Trời ơi, ông đừng có để clip tôi. Chứ nào? Rồi anh em lên đây. Cái kinh này á, mình đã từng tắm ly rồi. Mình thấy nó không có cay, với nó cạn lắm anh em ơi. Nên mình mới dám tắm nha, chứ kinh sầu mình không dám tắm đâu. Mình khuyến cáo các bạn là không nên chơi bắt chước theo mình nha các bạn. Mình thì đã được đào tạo cái trò chơi này nên mình đã chuyên nghiệp rồi nha anh em. Còn mấy bạn không biết chơi, lên đây chơi sợ có chuyện gì thì báo nữa anh em ơi. Rồi bây giờ Mạnh chơi, Mạnh chơi nha các bạn. Chơi ở đây. Anh Mạnh, anh Minh cố lên. Vô đây, vô đây. Chơi luôn Mạnh ơi. Hai ông bạn già của tôi cố lên. Rồi, ông cố lên ơi. Trời ơi, nhìn nè, bóng lửa luôn. Đảo các bạn ơi. Ngon, mềm mềm. Mời các bạn nha, đây hào. Ngon. Mời các bạn ăn hào nha. Ok. Sao, đã không? Ngọt ngay luôn. Mời bạn ăn luôn nha. Mời các bạn ăn nha. Nó hơi mặn mặn. Con hào này ăn sao ta? À, ăn gì nè. Đó, lấy cho em một mặt lúc con hào này. Ủa sao anh không lấy cho em?
đúng rồi, bạn Trúc mới vô mà em là lâu năm rồi mà. Mời các bạn ăn nha. Ngon mà nó hơi mặn mặn các bạn. Mời bạn nha, trời ơi mập lúc luôn. Mời bạn nha. Ngon quá hả? Rồi. Dạ. Ngon mà em. Ngon ngon. La la la. One hour later. Giờ tối là team mình nấu nước ăn mì nha các bạn. Yeah. Nước sôi rồi. Trời ơi, lần đầu tiên cô thấy cô nấu nước bằng lon nước ngọt luôn á cô. Này mình đi thử thách xa đâu có đem nồi đi với cha theo đuổi con. Tận dụng hết sức mình luôn nha các bạn. Ok. Team mình ăn tối xong bây giờ ăn ổi thôi mấy đứa. Thời gian này mấy anh có ai hát văn nghệ không? Thì chưa có rồi đó. Như biết bài nào không hát văn nghệ nghe ai? Quan trọng á, giờ ở đây có văn nghệ đâu mà hát. Đúng rồi. Mình hát bằng nhạc trai luôn em. Ở nhạc trai mày. Đừng hát nữa, hát nữa khán giả lát xin chữ ký luôn á. Chắc con nghĩ chữ ký đây là ký đầu của cô. Nói cái giọng như ông già nhậu sảnh vậy đó. Có ai gấp vô đêm nay không? Quẩy cùng anh nào. Cùng anh hả? Ừ. Em hát bài gì? Không biết nè. Bài gì mà cũng không biết nữa em hát bài cháu anh ba không? Là gì? Chào bài gì em cũng chơi được á. Chơi được không hả? Ok em. Chị biết hốt không? Chị đi chạm pha. Thôi anh đổi bài khác đi anh Đức. Đây, để bắt mày cho em nghe. Anh cho đây làm chồng. Anh chồng đi lên dưới đây. Chứ hát rầm cũng nguy hiểm lắm á. Thôi cô không biết đâu, chứ con này là con biết nè. Ở tối đây á, dưới gầm cầu có mấy người đi lẻn gẻn nhìn ghê lắm cô. Ôi, gì ghê vậy? Ôi, thôi về đi cô ơi, em sợ bị cướp sắt quá à. Trời ơi, con gái của em không sợ thì thôi, chứ là gì mấy anh sợ. Trời ơi, em không biết đâu, mấy thằng đó nó thích anh hơn em luôn. Đèo tiền. Đánh tấu là team mình về nha các bạn. Ở đây á, thì dưới gầm cầu rất là nguy hiểm, với lại xa xôi nữa. Team mình không thể nào thực hiện thử thách tới sáng được. Mong các bạn ủng hộ team mình nha. Nếu các bạn yêu thích team mình cho like, đăng ký kênh. Chào tạm biệt. Bây giờ mình sẽ dập lửa hang nha các bạn. Đó, đi đâu cũng vậy, mình mà đốt lửa hang là mình phải dập lửa hang nha.